Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã trao tặng bằng khen của Trung ương hội cho anh Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư tỉnh đoàn vì thành tích xuất sắc trong phong trào tổ chức hội và hoạt động tri ân liệt sĩ năm 2022. Trong năm 2022, anh Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư tỉnh đoàn Bà Rịa Vũng Tàu, Ủy viên Ban chấp hành Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã có nhiều đóng góp trong việc tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ tại Côn Đảo. Phát động hoạt động của tỉnh đoàn phối hợp cùng đoàn y bác sĩ Bệnh viện Vũng Tàu, tổ chức khám chữa bệnh và tặng quà cho 320 đối tượng là thân nhân liệt sĩ, người có công, mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn thành phố Vũng Tàu. Riêng cá nhân anh Nguyễn Minh Triết vận động được 320 suất quà, mỗi suất trị giá 200.000 đồng với tổng giá trị 64 triệu đồng. Dịp này, theo mặt tỉnh đoàn, anh Nguyễn Minh Triết đăng ký với Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu sẽ huy động nguồn lực hỗ trợ 300 suất khám chữa bệnh cho thân nhân liệt sĩ tại địa bàn huyện Đất Đỏ vào dịp 27 tháng 7 năm nay.